Hướng dẫn các bước lắp đặt vòi cảm biến AutoSense. Video hướng dẫn này dành cho các mẫu vòi sau. Các bộ phận sau được bao gồm trong sản phẩm khi mua. Bộ nguồn có thể được mua riêng. Cả bộ đổi nguồn AC hoặc bộ pin đều có thể được sử dụng cho vòi nóng lạnh và vòi nước lạnh. Và đây là những công cụ cần thiết để lắp đặt vòi. Trước khi lắp đặt vòi, hãy đảm bảo rằng lỗ khoan sẵn trên mặt chậu là 34mm. Bắt đầu bằng cách nới lỏng đai ốc cố định và tháo vòng đệm khỏi thân vòi. Lấy vòi và đặt nó vào lỗ đã khoan sẵn. Căn chỉnh vòi vào giữa chậu, sau đó lắp vòng đệm và vặn đai ốc cố định. Trước khi kết nối với nguồn cấp nước, hãy đặt lưới lọc phía trên gioăng cao su ở đầu dây cấp nước. Kết nối với vàn cấp nước và cố định nó bằng cờ lê. Bây giờ là lúc để gắn nguồn điện. Nếu bạn đang sử dụng nguồn điện từ pin, hãy làm theo các bước trong tùy chọn A. Và nếu bạn đang sử dụng nguồn điện AC, hãy làm theo các bước trong tùy chọn B. Để kết nối nguồn điện của pin, hãy lắp giá đỡ pin vào tường dưới bồn rửa. Khoảng cách theo bán kính tối đa của pin tới cảm biến của vòi là 250mm. Sau khi cố định ngăn chứa pin, hãy gắn hộp đựng pin. Kết nối các nguồn với hộp pin. Để kết nối nguồn điện AC, hãy kết nối các nguồn của vòi với bộ đổi nguồn AC. Cắm bộ chuyển đổi vào ổ cắm, đảm bảo rằng dây cáp của bộ chuyển nguồn hướng xuống dưới để tránh nguy cơ nước chảy vào bộ chuyển đổi nguồn điện gây nguy hiểm hỏng hóc. Mở đường cấp nước và chỉ cần đặt tay trước cảm biến là có thể bật vòi. Bạn đã lắp đặt thành công vòi chậu cảm biến AutoSense.